Rồi, như là mình nhìn thấy một khoản tàu đã chính xác rồi. Thì rồi, lớn quá. Chính là điện này, đúng không? 6, 3, 4. Quá lớn. Như vậy dương 300 tỷ bên kinh doanh không có thua gì cả. Tình trạng vay nợ của Hà Đô nếu mà so sánh với Hòa Phát thì mình thấy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Biết tại sao công ty tính toán như là hay là tự tin vào điện quá. Khoản dưới hơn thua đúng không? Chỉ có một cái khoản gọi là chi đầu tư có vốn đơn vị khác. Rất có thể đây là cái tiền mà mua lại cái Agrita đúng không? Chính là cái dự án Bắc Mi 2 này. Rất có thể là cái đấy. Đúng không? Tiền mua công ty. Ở đây thì họ là khoản là chịu được tốt nhưng mà mình đoán là cái đấy rồi hơi hơi chắc chắn 2.000 rồi còn kinh doanh là chỉ được có 300 tỷ về 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 ví thôi đúng không? Nhưng lại xuống tiền 2.000 đúng không, như vậy chắc chắn là đi vay ngân hàng thôi, nhưng làm gì có cái gì đâu. Rồi vay cổ phiếu 7 tỷ bỏ qua, đi vay ngân hàng đây rồi. Đi vay đây là 2.600, không dễ chịu. Dương tiền nhá, vì mình lấy tiền về mà trả vay. Rồi mệt quá đúng không, cổ tức có mặt đúng không, trả cho cổ đông 148. À, như nghe bảo là mấy hôm vừa rồi giá cổ phiếu đang rơi, bỗng nhiên 2-3 hôm có người đỡ, hôm qua thì nước ngoài, hôm trước thì có một tay to ở đấy đúng không, nhưng mà xem lại thì như là ông ấy chuẩn bị trả cổ tức của tèo gì đấy, có lại thế nào qua vừa vừa xem lên trên chưa lưu ký thì thấy ông ấy đúng rồi thì xác rồi, hôm qua cuối ngày hôm qua. Nói chung là chắc ông là đấy thấy giá rơi đúng không? Thông báo chẳng có tức cái cho nó hồi giá. Bỗng nhiên chiều chiều hôm 26 này bỗng nhiên thấy đang 33 lên quanh nên bỗng nhiên lại vọt lên đúng không? Như vậy là đúng là do tin tức đúng không? Đang tưởng rơi. Hôm qua thì thấy tay mua. Rồi, 400 hôm qua tay mua đến tận 257 như vậy là có người đỡ đúng không? Khả năng cao đấy là gông thôi. Còn gì có ai đâu, hôm nọ xem thì có muốn là gông cầm lớn thôi. Có thể là còn rất nhiều quỹ khác nhưng mà cái phần trăm của họ nó cũng không nhiều. 16, trong đó có 11, 12 là ông là gông rồi. Mấy cái kia có tí tí ra này buồn gì. Còn ra công thì hôm từ lâu rồi, đúng không? Là phải có trách nhiệm. Mà thực ra là bên tư vấn để cho công ty tăng vốn. Như thế thì sẽ tốt hơn. Với tình trạng hiện nay thì rủi ro quá. Đúng không? Rồi, mình 6 tháng xem sao sao nhá, xem có những cái gì mới mẻ không. Như vậy là hoạt động tài chính của Hà Đô thì dễ nhìn rồi. Đúng không? Rất dễ nhìn. Quên khoản này 5.700, quên quên 1.767. Rồi như vậy là kiếm tiền bên kia có 300 đúng không? Đầu tư mất tận 2.000 đúng không? Chứ đương nhiên là phải vay dòng ngân hàng nữa, 1.700 tài có tất 148. Hiện nay vốn điều lệ đang A vốn 91. Hôm qua vừa nói là trả cổ đông có bao nhiêu. Mười trăm đúng không? Lại mất thêm 110 tỷ nữa. Như vậy là hay là tự tin quá đúng không? Hoặc là nhìn vào giá cổ phiếu nhiều quá. Chứ giờ này đi chả có tức gì. Đúng rồi.
Năm ngoái cũng trả 82, năm nay thì khả năng cũng vẫn 82 thôi. Như vậy có thể đây là đặc điểm. Chung là trả cũng tốt, cũng không không xấu quá, nhưng mà thực ra giờ này người ta nhìn nhiều vào cái campaign nào của ông, hơi khó khăn. Rồi, đây, tiếp nha. Còn cái chuyện trả cổ tức nó chỉ là gọi là cầm máu thôi, công ty phải đưa ra một thứ gì đấy. Và thực ra là càng trả cổ tức thì cái tài chính càng suy yếu, chứ không phải là tốt đẹp gì. Nếu công ty dư giả ấy, thì trả đều thì ok. Nhưng hiện nay tài chính nó rất là yếu. Thì theo như mình thì đúng ra là năm tới sẽ phải nó chảy, nên đặt thì quay chảy, bởi vì đang rất là khó khăn. Gồm mình lên để bay. Bye bye. Là chiếc thuế khác. À đúng rồi, 627. Không à. Không còn 93 thôi. Lãi vay là 96. Phải thu 900 tỷ. Tăng được là tốt. Biết đâu là tồn kho 96. Phải trả trừ 990. Như vậy trong quý 3 cũng tăng mạnh hết, tăng đến 700 tỷ. Rồi, như vậy là tổng lưu chuyển kinh doanh 600. Như vậy là quý 3 là xấu. 9 tháng là 6 tháng đã được 600 rồi, nhưng mà quý 3 là đang xấu đi. Khả năng là phải trả đấy thôi, đúng không? Hất lên xuống thì đương nhiên là sẽ đi theo thôi. Rồi xuống xem nào. Rồi, như vậy đầu tư khá đều nhá. 8.600, thế còn 6 tháng thì 1.200. Đấy, mua thêm đi con này, đúng không? Hiện tại là 320, đến kỳ vừa rồi thì đã lên ngành 4.6 rồi. Rất tích cực đi mua. Mặc dù nói chung bây giờ là không có tiền. Đi vay đúng không? 2.000 năm ngoái 3.1 131. Nói chung là đều xấu. Rồi lấy kinh doanh 600 để vay ngân hàng thêm 1.600 để bù vào cái đầu tư này, tổng thì chắc là vẫn dương. Nói chung là như này là căng đấy. Từ hóa mới đá ra nhau nhá, xem nó ra làm sao, có cái gì thì khá khác không. Rồi là chịu thuế đây là 900, ngoài này ok rồi, còn hoa 128 vay và phải thu đây là âm 1035, đúng rồi, rất lớn, âm cả tồn kho luôn, để khách hàng nợ đúng không? May phải trả lại cần. Rồi như vậy là cũng không không kém quá, cho là vẫn dường. Rồi là chính nào cũng được, nhưng là như thế là hoạt động ok. Rồi đầu tư năm ngoái đã bắt đầu đầu tư bắt đầu nhiều rồi, 900 tỷ cả năm. Đây, cũng có một đơn vị khác còn mua thêm cơ. Có lại đây nè, khá nhiều đấy đúng không? Đấy, hoạt động này phải kiểm tra lại đúng không? 320 này phải thêm cái 98 mươi bạn đây, gom hai cái vào là một. Rồi quý 3 ở quý 3 có 4.6 rồi, rồi năm ngoái đúng không? Một cái là góp vốn người khác là 2.4, một cái là mua thêm công ty, nói chung là cũng đến 400 này, không ít, trừ 1.5 khá lớn. Nó tổng đây là cái chuyện gửi tiền ngân hàng thôi, gửi tạm luôn chứ còn thực ra tương lai sẽ rút ra và trả ra. Rồi năm ngoái cũng âm rất lớn, nói chung là mày đang trong giai đoạn gọi là
là tập trung đầu tư. Cả năm ngoái là âm 1.400 đầu tư, còn năm nay 9 tháng là âm 2.000 rồi. Đang tập trung xuống tiền. Chắc chắn là cứ đi vay ngân hàng suốt thôi. À, đó là nhận có nhận 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 có vốn. Ngoài thì có một cục huy động 172. Rồi. Đi vay trả nợ gốc vay 600. Cổ tức tiền mặt mày. Wow, vậy tổng thể lại thì chắc cũng à, dương là mình đang đi vay và huy động thêm cổ đông để bù vào, nói chung là hai cái này đi bù. Nói chung là hiện nay là Hà Đô vẫn đang cứ giai đoạn gọi là đi chậm tiền thôi chứ chưa có cái gì cả. Rồi ở đây mình sẽ đi nhanh xuống Thuyết Minh nhá, cái này sẽ đi nhanh được xem nó làm sao, cũng có thể là buổi sau mới kết thúc. Rồi có thì con đấy nhá, rất rất nhiều thì con 1 2 3 14. Ôi, như vậy là thêm liên kết nữa là 15 đúng không? Lớn quá. Tiền mặt này thì biết rồi này, đầu tư tài chính thì là đầu năm thì vẫn còn cầm cả MB, bây giờ thì hết rồi, thôi bỏ đi đúng không? Chuẩn từ ngân hàng đây ăn lạc đúng không? Phải thu về cho vay ăn lạc nghe quen quen nhỉ. Sao đây à, từ quay lại quay lại quay lại. Không thấy trong như vậy có thể là liên kết thôi. Rồi, phải thu cả vay cả vay cả ngắn cả dài, cũng có thể là lên công ty người nhà. Qua xem nào. Hai chục tỷ. Đây coi như ai? Nếu qua chút. Thôi rồi bỏ qua đi. Những khoản nợ toàn 2-3 năm rồi. Cái 20 tỷ là không lớn. Đây rồi, trong cái 3.300 đấy thì gần như là bất động sản đúng không? 2.800. Cái này thì khi nào mà giao cho khách rồi thì không phải của mình nữa. Ở dưới cái phải trả kia cũng sẽ người mua lần trước cũng sẽ xóa đi thôi. Rồi. Nó gọi là cân đối giữa tài sản và nguồn vốn thôi. Nói chung là công ty vẫn đang trong định hình là muốn là cái gọi là muốn lấy bất động sản để gọi là nuôi điện trong trạng thái như thế. Vì đây là giai đoạn bùng nổ về lợi nhuận bên bất động sản của Hà Đô. Rồi nhà cửa năm nay thì chủ yếu máy móc thiết bị, khả năng chính là các cái nhà máy điện thôi, chứ còn các cái còn lại thì hầu như không thấy không tăng mấy. Chính xác rồi. Vô hình đúng không? Giấy chứng nhận đầu tư vào thủy điện rồi. Động sản đầu tư chắc là cái khách sạn Ibis với một số khu văn phòng cho thuê đúng không? Rồi thì sao rồi, hơn nữa này thì nó em phân tích rồi đúng không? Nên là phải ngay rồi. Bây giờ thì cái năng lượng Akita khoảng năm nó giảm xuống bởi vì Đắc Mi 2 bây giờ không còn là liên kết nữa mà là công ty con của mình rồi. Đương nhiên là sẽ xóa đi, nó đầu kỳ thì vẫn là kia. Lợi thế thương mại đúng không? Khả năng chắc là do mua vụ thằng Đắc Mi 2 kia đấy. Rồi thì ra rồi, họ hãy tạm đây. Thực ra sau này thì cũng sẽ gọi là toán chi phí dần thôi, nó chả chạy đâu cả. Rồi chi phí phải trả ngắn hạn đúng không? Chính là chi phí xây dựng thôi. Chủ chốt. Cổ tức phải trả cho cổ đông à, tuyên bố đây. Kỳ 4 tới thì vừa công bố báo cáo cổ tức thì à, báo cáo tài chính thì vừa công bố cổ tức 10% đấy, khả năng quý tới là cái này sẽ vọt lên này.
Rồi, cũng đang cầm tiền bảo trì tòa nhà đúng không? 200. Vay cá nhân luôn. Rồi. Khoản vay rất là kỳ quặc. Rồi, cái ngắn hạn thôi chứ dài hạn làm sao vay được đến như thế. Rồi, thì chắc rồi, muốn vốn vay từ ngân hàng thôi. Muốn chủ thì chắc là tuyệt vời rồi. 2006 đây, đầu năm. Cái gì đây? Trả cổ tức bằng cổ phiếu 300. Lãi là 795. Sau đó thì ở đây thì lại phát hành gói thưởng, cái này thì cân đối với cái trên thôi. Rồi, nói chung chủ lực nhất ở đây chính là cái 795 này với cái 795 này thôi. Rồi, cái bảng họ lập tương đối dối, cái này chắc phải xem kiểm toán. Qua đi. Đây rồi, như vậy là chúng ta đến cái phần này. Ai nhưng mà bây giờ cũng gọi là stop lại thôi đúng không? Tại vì cũng hơi quá thời gian rồi, chắc là để hôm tới thì mình sẽ đánh tiếp nhá, đúng không? Đến cái phần quan trọng rồi, chúng ta đến thuyết minh về doanh thu bán hàng rồi nhá. Rồi ok, hôm nay buổi này sẽ dừng đây nhá.